Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao lại là cô á. Anh ta đã hứa hẹn những gì để cô tin anh ta? Tại sao cô lại ngây thơ đến như vậy? Ngày xưa anh ta đã bỏ cô để lấy tôi, bây giờ cô nghĩ rằng anh ta có thể bỏ tôi để lấy cô hả? Hả? Anh ta có hứa với cô là sẽ bỏ tôi không cô Uyên? Cô chẳng hiểu gì về anh ta cả. Cô đã bị lừa rồi. Cả tôi cũng bị lừa rồi nè. Tôi cũng bị lừa rồi nè. Tôi cũng bị lừa rồi nè. Trời ơi. Không cần phải nhiều lần nữa, không cần đâu. Cứ đánh với nó một trận. Đối với mấy cái loại người này á, loại người ngu dốt như vậy á, cứ đánh cũng không bao giờ sáng mắt ra được đâu gì ơi. Mẹ, đây là chuyện của tụi con, con muốn tự giải quyết. Thôi được rồi, mẹ tin rằng con sẽ biết làm gì mà. Tụi bay ra ngoài hết đi. Dạ. Tôi đoán là anh ta đã hứa hẹn bỏ tôi để lấy cô đúng không? Nên cô mới tình nguyện lên giường với anh ta có đúng không cô Uyên? Tôi nói có đúng không cô Uyên? Em, anh xin em mà. Tôi hận mình đã không có mắt mới lấy anh làm chồng. Anh là một kẻ trăng qua dối trá, một người chồng bạc tình, một người cha khốn nạn. Tại sao tôi lại có thể ngu si đến như vậy chứ? Tại sao tôi lại có thể tin và yêu một người như anh vậy chứ hả? Tại Dung, sao Dung, tại sao lại đối xử với mẹ con tôi như vậy hả? Nghe anh à, Dung, anh xin em mà, anh biết anh sai, anh có lỗi mà, cho anh một cơ hội nghe Dung. Dung à, anh không bao giờ có ý định bỏ em để lấy cô ta đâu Dung à. Dung, em nghĩ tới con, tha cho anh nha, cho anh một cơ hội đi Dung. Dung, đủ rồi anh Trình à, tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội nhưng chưa bao giờ anh chịu tận dụng nó hết á. Bây giờ thì tôi muốn ly dị để cho anh đi theo tiếng gọi của tình yêu, anh chịu không? Anh mãn nguyện chưa Dung? Hả? Dung, anh không muốn ly dị, anh không muốn mất em mất con Dung à. Thật ra anh và cô ấy. Cô ta làm sao? Cô ta làm sao? Anh chỉ muốn đến với cô ấy trong những lúc bức xúc khi mà em đang mang bầu thôi. Dung, Dung, cô đó, cô nghe chưa? Cô sáng mắt ra chưa? Cô chẳng qua cô chỉ là một con ca ve rẻ tiền thôi. Một con ca ve rẻ tiền thôi. Cô sáng mắt ra chưa? Em hiểu vậy thì hay quá. Anh chỉ nhất thời thôi bà xã. Anh không xứng đáng làm chồng tôi. Tôi không có người chồng bội bạc như vậy. Con tôi không có người cha sống theo bản năng loài thú nha. Tôi hận cái người. Dung, ủa em định đi đâu hả? Em đi có chút việc. Em đi đâu để anh chở em đi? Không cần đâu, em đi một mình được rồi. Nè, em đi có việc hay là vì lý do nào khác đó? Anh nghi lắm đó nghe. Rồi anh sẽ biết em đi đâu. Nhưng có một điều chắc chắn là dù em đi đâu hay làm gì cũng đều vì hạnh phúc của hai đứa mình. Anh lấy xe cho em đi. Hello. Sao hôm nay có thời gian rảnh tới nhà mình chơi vậy? Mình biết là anh Tú đi công tác xa, mình đến chơi cho bồ đỡ buồn nè. Anh cũng đi công tác hoài à, ở nhà một mình cũng quen rồi mà. Thôi Trinh vô nhà chơi đi. À, công việc anh Tú phụ trách phải thường đi công tác xa, làm mình cũng áy náy lắm.
Nhưng mà nghe những lời của Diệu Linh, mình lại yên tâm. Cảm ơn Trinh nha. Trinh ngồi đi. Con trai của bồ đâu? Lần trước mình ghé cũng chưa được gặp cháu. Nó đang chơi ở trong phòng á. Để mình gọi cháu ra nha. Tuấn Hùng ơi. Dạ. Dạ, má gọi con. Chào cô Phương Trinh đi con. Chào cô Trinh. Chào con. Cô có quà cho con nè. Cô cho thì con nhận đi. Dạ. Nè, con thích không nè? Dạ, con thích. Cảm ơn cô. Má ơi, chiếc ô tô này còn đẹp hơn của bạn ngang. Ừ. Cô còn mấy bộ đồ này nữa nè con. Con mặc thử xem có vừa không. Trời, Trinh tới nhà chơi là vui lắm rồi. Còn mua quà chi nữa vậy? Có gì đáng đâu. Mình rất thích con nít mà. Mình ao ước có một đứa con trai giống như bồ vậy đó. Thôi con, cô Trinh đã nói vậy, nhận cho cô vui nha. Dạ. Hồng ơi, con thích không? Dạ thích. Con vô thử đồ cho cô coi. Dạ ha. Đi con. Còn đây, quà này mình tặng bồ nè. Từ nước ngoài về đó. Bồ mà không nhận là mình giận luôn đó nha. Thôi Trinh đã nói vậy thì mình nhận. Cảm ơn Trinh nhiều nha. Cảm ơn hoài à. Ý thôi chết. Nãy giờ tới nhà mà quên chưa mời nước. Ngồi chờ mình chút nha. Trinh nhìn gì vậy? Thẩm mỹ của bồ rất là tốt. Bồ vẫn là Diệu Linh của 10 năm trước mà mình đã từng biết. Cảm ơn Trinh nhiều nha. Căn nhà này bồ thuê hả? Ừ. Mình chỉ ở tạm thôi. Mình chưa đủ tiền để mua nhà đó mà. Trinh uống nước đi. Bồ tính mua nhà ở đâu? Dự tính là khoảng bao nhiêu tiền vậy? Cũng có vài nơi. Xa một chút nhưng hợp với túi tiền của mình. Bồ còn thiếu nhiều không? Mình cũng có được 2/3 rồi. Chỉ một thời gian nữa là đủ thôi à. Má ơi má. Má ơi, con mặc đồ này có đẹp không? Wow, quay một vòng cho cô coi coi. Trời ơi, con đẹp trai như ba con vậy đó. Ờ, Linh ơi, mình rất là thích con nít. Cho mình đưa Tuấn Hùng đi chơi nha. Cái này... Má ơi, cho con đi chơi chung với cô Trinh đi. Con học bài xong rồi. Đi mà má, cho con đi đi má. Thôi được rồi, má đồng ý. Nhưng con nhớ phải nghe lời cô Trinh. Nhất là không được chạy lung tung đó. Dạ con nhớ rồi. Bồ yên tâm đi, mình sẽ trông chừng cháu. Làm phiền Trinh nha. Mình đi nha. Ừ. Lên xe đi con. Dạ. Sao giờ này nó vẫn chưa về vậy cả? Có chuyện gì bà có vẻ lo lắng quá vậy? Con Uyên nó vẫn chưa về. Tôi linh cảm có chuyện gì không hay xảy ra cho nó. Bây giờ mới hơn 9 giờ. Chắc nó đi chơi với bạn bè chứ gì. Không có chuyện gì đâu.
Tôi linh cảm thường đúng. Để tôi gọi điện cho con lần nữa xem sao. Uyên hả con? Tại sao giờ này còn chưa về hả con? Con làm sao vậy? Con nghe má nói không con? Má! Má ơi! Có chuyện gì vậy con? Má ơi! Con đau quá! Con đau làm sao? Con đang ở đâu? Trời ơi! Con làm sao vậy? Con đau ở đâu? Bà đưa tôi coi. Alo, Quyên hả? Bà là con. Cứ bình tĩnh, từ từ nói cho ba biết. Bây giờ con đang ở đâu để ba đến đón chứ? Con đang ở khách sạn. Được rồi, ba má sẽ đến liền. Ba không giận con chứ? Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ba má chứ luôn bên con mà. Con hiểu không? Dạ, con hiểu. Alo, alo. Nó bị sao vậy ông? Nó đang ở đâu? Nó đang ở khách sạn. Gọi cho thằng Hưng. Con nghe. Alo. Hưng hả? Dạ. Ba nè. Có chuyện gì không ba? Con bạn sẽ đến khách sạn Phương Dung đón ba má và em con liền nghe chưa? Khách sạn là sao? Con không hiểu. Ba nói sao á thì con làm vậy đi. Tới đó rồi ba sẽ giải thích sao. Dạ, con đi liền. Chào ba. Con bà nữa, đi thay đồ đi liền đi. Em à, anh ra ngoài một chút. Anh đi đâu? Gặp ai? Anh đến khách sạn đón ba má và Quyên. Khách sạn? Bà má đến đó làm gì? Thì anh cũng đang thắc mắc nè. Khó hiểu quá. Em tưởng mấy vụ đó là anh phải rành chứ. Em nói vậy là ý gì? Nếu em không tin á thì điện đến ba má mà hỏi đi. Vậy thì anh đi đi, để ba má đợi. Em có ăn gì không? Để anh mua về cho. Hồi tối em có ăn gì đâu. Thôi khỏi, anh đi đi. Ừ, anh đi nha.
À, con yêu của mẹ, con có biết á là mẹ yêu con nhất trên đời này không? Con hãy cho mẹ thêm can đảm để tiếp tục sống và nuôi con nên người nha con. Con gái của ông bà đi lại với chồng của người ta nên bị đánh ghen. Đã vậy họ còn đập phá đồ đạc ở trong phòng. Vì vậy ông bà phải bồi thường thiệt hại cho khách sạn thì tôi mới để cho cô Quyên đi. Cô nói sao? Con tôi bị đánh ghen? Phải, bị 5-6 người đánh lận. Trời ơi! Bà bình tĩnh đi. Con tôi ở phòng số mấy vậy? Con! Trời ơi con! Uyên, má nè con! Má! Má! Má ơi! Con! Má! Thôi, bà đừng khóc nữa, để cho con nó bình tâm. Alo, ba hả? Dạ, anh Hưng để quên điện thoại ở nhà. Ảnh đi lâu rồi đó ba. Chắc giờ này cũng sắp đến rồi. Dạ, con chào ba. Bà chị ơi. Dạ. Chị cho tôi hỏi thăm là có hai ông bà già lớn tuổi khoảng 50 tuổi có vô trong đây không ạ? Dạ có anh, dạ trên đầu 6 đó anh. Hình như con gái của họ bị đánh ghen. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Anh à, em nhớ anh quá. Em nhớ anh đến phát điên rồi đây nè. Đến với em đi. Trời ơi, là cô ta.
thật không thể nào hiểu nổi. Tại sao em lại lăng nhăng với người có vợ để bị đánh ghen như vậy hả? Nè, nếu mày không nói được câu nào tử tế thì im đi cho tao giờ. Đừng khóc nữa, có ba má đây rồi con. Đừng khóc nữa. Đi về với ba má nghe con. Tuấn Hùng, đi chơi với cô có vui không? Dạ vui. Con ngoan lắm. Mai mốt mà con thích á, cô đưa con đi nữa ha. Dạ. Hai cô cháu đi chơi giờ mới về hả? Xin lỗi bồ nha, hai cô cháu vui quá nên quên mất giờ về. Cô Trinh cho con chơi nhiều trò vui lắm má. Thôi trễ rồi, con vô đi tắm thay đồ rồi đi ngủ, ngày mai còn đi học nha. Dạ. Cô Trinh, mai mốt dắt con đi chơi nữa nha. Ok, bye con. Dạ, ngoan con nha. Chào cô. Ừ, con bồ dễ thương và ngoan lắm. Cảm ơn Trinh vì mọi chuyện nha. Tôi mình về nha, bữa sau mình sang chơi. Ừ, bye bồ. Cây cải về trời, rau răm ở lại, chịu đời đắng cay. Ui, cháu ngoan ngủ đi con, khuya rồi. Khi nào thằng bé ngủ thì con cũng đi ngủ ngay đi, khuya lắm rồi. Con không thể nào ngủ được mẹ. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì con lại hình dung ra cái cảnh anh ta ôm ấp người con gái khác. Là con không thể nào chịu đựng được mẹ. Con hận cô ta một, nhưng mà con hận anh ta tới 10 lần kìa. Anh ta nỡ lòng nào ngoại tình trong khi con đang mụn mang giả chữa như vậy. Con à, phần lớn đàn ông á, đôi khi cũng bị bản năng chi phối. Họ không thể làm chủ bản thân mình nữa kìa. Tại sao họ có quyền dựa vào cái bản năng để làm khổ vợ, khổ con vậy hả mẹ? Đúng ra họ phải là những người phải sống theo lý trí và đạo đức chứ. Alo. Anh hả? Anh khỏe không? Tôi khỏe, còn gì nữa không? Không, là em muốn biết anh thế nào thôi.
Tôi đang ngủ, đừng làm phiền tôi nữa. À, em về rồi đó hả? Em có mệt không? Em mệt, nhưng mà vui lắm anh. Con trai của anh á, rất là quý em. À, bây giờ anh đã biết được em đi đâu rồi. Em thật là tuyệt. Thôi bây giờ vô thay đồ đi, rồi còn nghỉ ngơi nữa. Nhưng mà em mệt quá. Được rồi, anh sẽ massage cho em. Đương kim vô địch năm 2010 đã trở thành khán giả trên khán đài để theo dõi trận chung kết. Con có còn đau lắm không? Uyên con uống viên thuốc giảm đau này đi. Uống đi cho bà yên tâm. Uống đi con. Thôi đi ngủ đi con. Sau một giấc ngủ dài, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Cố ngủ nghe con. Con nhỏ này hư hỏng thiệt. Ai đời đường quay không đi. Nó chui đầu vào bụi rậm à. Con làm anh kiểu gì vậy hả? Thấy em gái bị như vậy, không xót thương thì thôi, mà còn trách móc. Con nên xem lại tư cách của mình đi. Là con thấy ba má khổ sở nên con nói vậy thôi. Chứ thật ra em ra nông nổi gì nè. Con cũng đau lòng lắm chứ bộ. Đau lòng mà ăn nói như vậy hả? Bà đừng trách thằng Hưng làm cái gì. Con cái mắc sai lầm, vấp ngã, một phần cũng do cha mẹ thiếu quan tâm, thiếu giáo dục mà ra. Không biết nó có đứng được sau chuyện này không, hay là lại làm điều dại dột. Con nó không sao đâu. Một thời gian rồi nó cũng vượt qua thôi. Chị nó là con gái tôi mà. Mà thằng đó là ai vậy? Má có biết không? Má chắc đến 9/10 nó là thằng Khánh Trình. Cái thằng đã bỏ nó đi lấy vợ cách đây 2 năm. Là thằng khốn đó sao? Ừ. Nó hại em con ra nông nổi này. Ừ. Con không có tha cho nó được đâu. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Cũng tại bởi con Quyên nhà mình khờ khạo tin người nên mới bị như vậy. Còn cái thằng bất nhân đó, trước sau gì cũng bị báo ứng thôi. Bỏ đi con. Đâu có được. Hết lần này tới lần khác, nó làm hại em con như vậy. Hồi xưa nó đã một lần bỏ em con đi lấy vợ rồi. Con không thể chịu được. Con phải đập cho nó một trận mới được. Thôi con ơi, con đừng có gây thêm phiền phức nữa. Còn con đó, cũng nên dành nhiều thời gian cho gia đình một chút. Đừng có lăng nhăng mà làm khổ người khác. Hay là ba má biết chuyện của mình? Nè, con còn là bảo gì đó? Dạ, đâu có gì ba. Thôi, con về đây, mai con qua sớm. Ừ. Thank you.
Ba má ơi, cho con xin lỗi. Con đau lắm, trái tim con như đang bị bóp nghẹt. Bây giờ con chỉ muốn chết cho đỡ tủi nhục thôi. Sao ông hút thuốc lá vậy? Tôi hút điếu thôi mà. Con nó sao rồi bà? Nó đang ngủ rồi, nhưng tôi có cảm giác nó làm bộ như vậy cho mình yên lòng. Trước mắt như vậy là tốt rồi. Nó làm như vậy á là còn biết nghĩ đến ba má. Nó cũng là một đứa hiếu thảo, nhưng tôi thấy bất an làm sao đó. Tôi cũng vậy. Nói gì thì nói, nó hiện tại đang nằm trong tình trạng khủng hoảng tinh thần rất nặng nề. Bà cũng biết rồi đó, báo chí gần đây cũng đăng một vài vụ tình trạng giống như con Quyên nhà mình. Do không làm chủ được bản thân mình, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, ấu trĩ, rồi tự tử. Ông nói vậy tự nhiên tôi đâm lo. Nếu nó làm vậy, tôi chắc chết quá. Vợ chồng mình phải chia nhau túc trực bên ngoài phòng con, để còn khuyên bảo con, không cho con làm điều dại dột. Ông nói đúng đó, tôi xuống liền. Anh mới về. Ừ. Giờ này em vẫn còn làm việc sao? Dạ, em làm nốt chút việc. À, bên nhà sao rồi anh? Anh và ba má mới đưa con Nguyên về. Con Nguyên nó bị đánh ghen ở khách sạn á. Đánh ghen? Nó quen với người có vợ sao? Yêu ai không yêu, là để yêu cái thằng khốn nạn Khánh Trình đó, nên bị vợ và người nhà của ta đánh. Trời ơi, sao lại đến nông nỗi đó? Mai em qua nhà an ủi nó giúp anh mấy câu. Dạ em biết rồi, thật tội nghiệp con bé. Thôi ngủ đi em. Dạ. Ngủ đi em. Dạ. Hôm nay em mệt.
Vậy mà vì anh, tôi đã trốn chạy một tình cảm rất đẹp. Đừng đánh tôi nữa, đừng đánh tôi nữa. Má, má ơi, cứu con. Má, má, má ơi, má ơi, cứu con. Má, con. Má, má ơi, má ơi, cứu con. Má đây, có má đây con. Không sao đâu con. Má đây. Má ơi. Con nằm đây nghỉ một lúc đi. Tội nghiệp con gái của má. Ngủ đi con. Sao rồi bà? Con nói sao rồi bà? Con nói sao rồi? Nó mơ thấy ác mộng. Chắc lại nhớ đến cảnh người ta đánh ghen, nên kêu khóc gọi tôi đến cứu. Ông ơi, tôi đau lòng quá. Sao tôi không có mặt để bảo vệ nó lúc đó chứ? Con tôi rất ruột đẻ ra mà lại để cho bọn người đó đánh đập dã man như vậy. Hỏi sao không đau lòng? Tôi biết bà đau lòng khi thấy con mình như vậy, nhưng suy cho cùng cũng là lỗi của con mình. Tôi chỉ mong sao con mình vững vàng đứng lên sau chuyện này. Mà muốn vậy thì vợ chồng mình phải vững vàng, bình tĩnh, để cho con nó có chỗ dựa. Tôi biết rồi. Thôi, bà đi ngủ đi, để tôi coi chừng nó thay bà. Kìa bà, làm ơn đi ngủ đi mà. Xin lỗi, tại vì con không nghe lời nên bây giờ phải chịu nhục nhã đau đớn xấu hổ như vậy. Con xin lỗi ba má.